chào cả nhà. Hôm nay sẽ là một kỳ bóng đá vô cùng thú vị. Anh em đều biết đấy, sắp tới thì Việt Nam mình sẽ đá giải AFF Suzuki Cup. Và chúng ta đều biết đến là ba thủ môn sắp tới chúng ta sẽ là Đặng Văn Lâm, Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Văn Hoàng. Ba thủ môn này đều rất đẹp trai đúng không anh em? Rất là đẹp trai luôn. Vậy thì ai đẹp trai nhất trong số họ? Em comment xem nào, hãy comment xem nào. Và mình sẽ cho em bé Suka nhà mình dự đoán xem là ai đẹp trai nhất trong ba thủ môn chúng ta nhá. Và công việc đầu tiên của mình sẽ là phải đi in ảnh của ba thủ môn này, sau đó sẽ cho em bé Suka nhà mình dự đoán nhá. Và bây giờ chúng ta cùng lên đường nhá anh em nhá. Bắt đầu đi in ảnh nào. Let's go. Từ nhà mình đến nơi in ảnh thì mất khoảng tầm 2 km anh em nhá. Và đầu tiên thì sẽ đi qua một cái trường cấp 3, cái trường rất nổi tiếng, trường cấp 3 Trương Định. Nếu anh em nào xem clip của Vanh Lét với cả Quang Cuốn cái clip phim ngắn gần đây ấy, thì đấy, đây là cổng trường mà chỗ mà hai người quay clip này anh em thấy không? Đấy, bạn nào từng xem cái phim ngắn đấy rồi thì điểm danh đi. Rồi đến nơi rồi anh em nhá. Đây là điểm mà mình hay in ảnh các cầu thủ. Lần trước mình cũng in ở đây. Và mình đã mail cho cô gái này là 3 cái bức ảnh rồi. Có 3 ảnh là thủ môn của Tiến Dũng này, thủ môn Văn Hoàng và thủ môn Đặng Văn Lâm rồi. Bây giờ thì chị sẽ tải 3 cái ảnh này về để bắt đầu tiến hành chỉnh sửa anh em nhé. Đấy anh em thấy không? Ảnh Văn Hoàng hơi bị đẹp trai luôn. Ảnh này là ảnh chụp ở đợt ASEAN vừa rồi đấy. Tiếp theo là ảnh của Đặng Văn Lâm. Rồi bắt đầu cho công cụ chỉnh sửa anh em ơi. Đấy, công cụ máy in ấy. Anh em nhìn cái máy in bên cạnh không? Cái chữ Canon ấy, cái máy in ấy. Đấy. Rồi. Chỉnh sửa nhanh lên chị ơi. Rồi tiếp theo là Bùi Tiến Dũng anh em nhá. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành là in 3 cái tấm ảnh này màu ra, in màu anh em nhá. Để bắt đầu mình sẽ mang về cho bé Suka nhà mình dự đoán. Ok. Tấm ảnh đầu tiên là tấm ảnh của Văn Hoàng. Yes, sắp xong rồi. Rồi ok anh em ơi, như vậy là ảnh đầu tiên là ảnh của Văn Hoàng đã in xong nhá. Kích thước của ảnh mình in đều là kích thước ảnh khổ A4 anh em nhá. Và in màu, in cũng rẻ thôi, chỉ khoảng tầm 3.000 một tấm thôi anh em ạ. Rồi tiếp theo là thủ thành Đặng Văn Lâm. Xong 2 tấm. Một tin hơi buồn là Văn Hoàng vừa bị loại anh em ơi. Và thay vào đó cũng không Tuấn Mạnh anh em nhá. Tin này là mới cập nhật thôi nên là mình chưa kịp update. Và lúc mà mình quay cái clip này thì lại chưa biết điều này nên là thôi không sao. Clip này vẫn để Văn Hoàng anh em nhá. Vì Văn Hoàng đẹp trai mà. Rồi tiếp theo là ảnh của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Chú nhìn không? Chị gái có vẻ rất say sưa khi nhìn Tiến Dũng ấy. Đấy. Xong rồi, ảnh của Tiến Dũng đã xong rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Ok, trả tiền cho bạn ý. Đấy anh em thấy không? Hơi đẹp trai luôn nhá. Tiến Dũng đẹp trai chưa? Ở đây thì có hai nhân viên in. Bây giờ mình sẽ lấy tiền trả lại. Ok. Như vậy là chúng ta đã in xong ảnh của thủ môn Tiến Dũng, thủ môn Văn Hoàng và Đặng Văn Lâm. Bây giờ chúng ta sẽ về nhà nhá, để chúng xem là Suka sẽ dự đoán cầu thủ nào đẹp trai nhất của tuyển Việt Nam nha anh em nhá. Mọi người ơi, và bây giờ trước khi dự đoán thì chúng ta sẽ mặc bộ Việt Nam cho Suka nhá, cho tinh thần nó phấn chấn hơn. Nào, áo Việt Nam vào Suka. Yeah. Bạn Suka vẫn bị ốm các bạn ạ, bạn Suka chưa khỏe hẳn đâu. Hôm qua thì bạn bị ho nữa. Hôm trước về đi viện về rồi thì bạn ấy lại bị ho tiếp. Thế là phải uống thuốc ho đấy, nhưng vẫn chưa khỏi đâu. Đúng rồi. Yeah. Xong rồi, hello Suka. Các bạn thấy không? Bây giờ Suka là cầu thủ chưa? Vỗ tay rồi, hello rồi. À, bạn đang gọi trèo đấy, bạn gọi trèo ra các bạn ơi. Sẵn sàng chưa? Suka sẵn sàng chưa? Rồi, như vậy là bạn Suka đã được vé ra khỏi cũ rồi. Sẵn sàng chưa? Chào các bạn đi, chào. Chào. Chúng mình bắt đầu đi dự đoán nhá. Và bây giờ sẽ ra ngoài đường cho nó mát. Ok. Chạy lon ton đấy. Rồi, đi đi con. Suka đi vào đây. Đấy, các bạn thấy không? Suka đang đi vào rất tự tin đấy. Suka đi vào đây. Rồi. Các bạn thấy Suka dễ thương không? Rồi, bạn Suka đang chạy rất bước. Đầu tiên, bạn sẽ leo cầu thang được không? Bạn Suka 15 tháng liệu, úi, đi cầu thang luôn. Đấy, các bạn thấy không? Rồi, đi lên trên gác và mình chơi nha. Rồi, bắt đầu, rất tự tin. Rồi, cầu thủ nhí Suka. Chào mọi người, đến nơi rồi. Và bố con mình sẽ quay tự ở trong này nhé, mọi người nhé. Đây chính là nhà văn hóa, cạnh nhà mình. Và chúng mình sẽ bắt đầu ghi hình clip. Ok. Anh em ơi, bắt đầu nhá. Và đây là ai? Thủ môn Văn Hoàng anh em nhá. Đấy, đẹp trai chưa? Vô đẹp trai. Tấm ảnh này chụp ở ASEAN được qua anh em nhá. Văn Hoàng là thủ môn dự bị của Tiến Dũng trong cái giải vừa rồi.
và Văn Hoàng bắt rất là hay, và anh rất đẹp, và đặc biệt là rất đẹp trai và cao to. Và lại thầy thứ hai anh em ơi chính là thủ môn Đặng Văn Lâm, một người nhận của tuyển Việt Nam. Văn Lâm bắt vô cùng tốt và cùng ổn định, anh em biết không, chàng trai này vô cùng đẹp trai nữa, body thì 6 múi nhá, và đang mặc áo Mizuno này. Ảnh em chụp ở trong phòng tập gym, ok. Và người cuối cùng, người mà tất cả đều yêu mến, nó chính là thủ môn Bùi Tiến Dũng, anh em thấy không, soái ca vạn người mê Bùi Tiến Dũng của chúng ta, mặc áo đỏ rất là nổi này, tay đồng hồ nữa, nhìn rất là ngầu luôn. Và không biết là bé Suka nhà mình trong số 3 thủ môn này sẽ chọn ai đây, ai được nhất chúng ta cùng xem nhá. Ô này mà, anh bảo con dậy con, sao em nhá, sao đấy, à. Bây giờ thì thử tiếp theo nha, chúng ta xem nào. Tín Dũng có cười không? Có cười Tín Dũng không? Thấy chú đẹp trai không? Thì chú Văn Hoàng thì sao? Này chú Văn Hoàng này. Chú Văn Hoàng hôn không? Hôn chú không? Hôn đi. Có hôn chú không? Hôn chú này. Hôn chú, thơm chú nào. Thơm chú. Úi giời ơi, chết rồi, thơm chú Văn Hoàng cái này. Chết dở rồi. Được ba chiếc ghế anh em nhá. Và mình sẽ đặt ảnh của ba người lên ba chiếc ghế này. Sau đó sẽ cho bé Suka đi từ dưới kia chọn lại đây. Nếu mà bé chọn ảnh nào thì người em thích nhất. Ok không? Mình sẽ để thủ môn Văn Hoàng ở đây nhá. Thủ môn Văn Hoàng ở đây. Chiếc ghế thứ hai sẽ là thủ môn Bùi Tiến Dũng. Ok. Nhá anh em nhá, thủ môn Bùi Tiến Dũng ghế thứ hai. Chiếc ghế số 3 mình sẽ để thủ môn Đặng Văn Lâm. Ok. Ui, rất máu rồi này. Rồi, rất xanh chưa? Tiến lên, nào mày bỏ, đi đi. Tiến lên, cố lên, xong chung cả. Lên mang, cố lên, chọn ai nào đi không? Đúng rồi, tiến lên, chọn đi. Chọn ai Tại sao lại như vậy? Nãy thì giơ tay chỉ đâu cũng không chọn ai cả. Có vẻ như rất khó khăn để lựa chọn. Bây giờ hai anh em nhá, lượt hai này sẽ khó hơn, mình sẽ so Suka leo qua một cái hàng rào để leo lên cái chỗ nhà trai ta. Ok, bắt đầu Suka đi lên, rồi đứng này đứng đây nhá, ôi cố lên con, tôi leo lên đi, hãy chặt cái chai mình đi, thì leo được, cố lên, phải đến 15 tháng thì leo lên rồi, bậc thang rất cao, rồi đúng rồi, chọn đi, chọn ai, như vậy là Văn Lâm đẹp trai nhất tuyển Việt Nam anh em nhá. Ai nghĩ sao về ý kiến này của Suka? Các bạn hãy comment đi. Các bạn thấy ai là trai nhất? Và bây giờ chúng ta sẽ đến với hiệp đấu thứ 3. Còn lại là Văn Hoàng và Tiến Dũng. Các bạn hãy xem là ai là thủ môn đẹp trai số 2 tuyển Việt Nam nhá. Bắt đầu, let's go. Anh em ơi, bây giờ chung kết nhá. Còn lại hai bạn cuối cùng thôi là của thủ môn Bùi Tiến Dũng và thủ môn Văn Hoàng. Chúng ta hãy cùng xem là ai sẽ là thủ môn đẹp trai số 2 của tuyển Việt Nam nhá. Có sai như Suka? Tiến lên Suka, tiến lên, chọn ai nào? Như vậy là Suka chọn Văn Hoàng là thủ môn đẹp trai số 2 của đội tuyển à đây. Rồi, đấy đúng không? Rất thú vị luôn. Thủ môn đẹp trai số 1 của đội tuyển Việt Nam chính là Đặng Văn Lâm, số 2 chính là thủ môn Văn Hoàng và người thứ 3 chính là Bùi Tiến Dũng. Anh em nghĩ sao thứ tự này? Hãy comment đi. Khi anh em ai là số 1, ai là số 2, ai là số 3, hãy comment không biết nhá mọi người nhá. Và anh em nếu Suka không thì hãy comment và bấm like đi nhá. Nghịch lắm anh em ơi, phải nghịch lắm. Chưa giờ ra ngoài chơi mấy nên là nghịch lắm. Ra ngoài chơi cái là nghịch quẩy phá lúc tung beng luôn. Chơi bóng rất là vui thôi. Nhiều thôi thì về rồi. Đến giờ về rồi. Khỏi hết người rồi. Bye bye các bạn nhá. Cảm ơn bạn đã xem video chúng mình. Đừng quên bấm like, chia sẻ cho bố con mình. Bye bye. Bye các bạn. Thế thôi, phải tắm rửa đâu cũng quá.